Hello, xin chào các bạn nha. Đây, tiếp tục thêm một ngày mệt mỏi nữa các bạn ơi. Chà keo, chà riết mà gâu nó ra nè, nhan sắc nó xuống cấp luôn các bạn, chịu không nói nhá. Hôm nay thì vẫn tiếp tục là mình sẽ đem em máy ra để mà lắp trà, giống như đập gáp luôn các bạn đó, vậy đó. Trà lắp. Chừng nào láng láng, chừng nào tới cái chữ láng là rồi đó nha các bạn. Bây giờ thì tiếp tục thôi các bạn ơi, tại vì cái phần bon ở trên nói chung mình hoàn thiện hết trơn, giờ chỉ cần cái phần quan trọng nhất là phần chà keo nè, để mà khi mà mình chà keo xong á, là từ lúc mà 90 độ nó lên tới 120 độ luôn, nên là nó sẽ sướng liền. Tại vì chà keo xong mình sơn vô một cái là nó khác 100% luôn, giờ nó sướng tới công chuyện luôn các bạn. Rồi bây giờ đem ra đẩy 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 thôi các bạn ơi. Rồi sau khi mà chét xong như thế này thì bắt đầu mình tiến hành chà nha các bạn, chà xả qua một lớp rồi bắt đầu mới đắp chà chét tiếp nữa. Đây mưa tới luôn, giống như là thờ tới luôn các bạn, chuẩn bị chà mà ổng mưa vậy luôn là tiện lợi cho mình luôn, chung nó đỡ bụi với thêm cái là nó mát. Rồi bây giờ tiến hành chà đây các bạn ơi. Sau khi chà một quận rồi, chuẩn bị chét nữa các bạn ơi. Để các bạn xem chán chưa chứ mình chà mình chán thì nó mệt. Thì những cái phần mà nó lõm vô như thế này, mình phải chét cho nó đầy lên lại rồi mới chà xuống. Những cái phần mà lõm lõm quá trời nó cứng rồi các bạn, nó giống như là mồi kim đồng.
có công mà sắt có ngày thành kim vậy á, nó cứng như trâu vậy á trời. Nè mấy phần lõm lõm mình phải chét cho nó đầy lên lại cho nó đều rồi mới sơn được. Chưa sơn đâu, cho nó đầy lên nó đều chỉ là một chuyện thôi, còn cho nó bóng nữa. Rồi bây giờ chét đây. Đây các bạn, sau khi mà chét xong thì bây giờ mình đợi cho nó khô ha, tầm khoảng 15 phút gì đó mình sẽ tiếp tục chà tiếp, chà đĩa đi chay nữa các bạn ơi. Trời ơi, 3 ngày 3 đêm rồi chưa xong cái lường nữa, còn hai cái dách nữa đây các bạn, hai cái dách với hai cái lá miễn mới tới công chuyện nữa đây. Cái khâu này phải nói là ngán dữ trời luôn, mà chà xong cái này là đầu sơn màu lên các bạn thấy nó đẹp đi liền luôn. Một ngày đánh đi chay nè các bạn, đây là thành quả ha, nó vẫn còn những cái thành phần như thế này, có lẽ là mình sẽ chét rồi chà nữa, ngày mai có thể là mình sẽ chét rồi chà nữa. Cái phần lái nè còn rất là nhiều, đây hồi nãy mình mới vừa xịt lên thử nè, mấy cái phần khuyết điểm như thế này á, xịt nó lên nó vẫn lép nè, nhưng mà mình dòm kỹ mình vẫn thấy
nên có lẽ là ngày mai mình sẽ sơn phủ nước lót lên cái, rồi mình kiếm ra cái chỗ nào nó bị ấy rồi mình sẽ chét. Với thêm cái này, nhám này chỉ là nhám ấy thôi nè, mình đánh lên tới nhám ngàn lận, đánh lên tới nhám ngàn chừng nào mà nó bóng thấy hình á, lúc đó mới ok. Là giống như ngoài trước này các bạn ha, sơn cho nó lộ mấy cái lằn dấu đây nè, cái phần đó phải chét lại. Này mình chỉ mới nhá thử lên cho các bạn xem thử coi. Rồi thì cái video chà chét của mình đến đây cũng xin tạm dừng luôn nha. Đuối rồi các bạn ơi, ngày mai xử lý cho nó xong cái lườn luôn, có thể là mai xử lý xong lườn rồi tiếp theo hai bên hông nữa là xong, hai bên hông hai lá miễn là bắt đầu đi đi gia cườm chứ cái ba con lươn nước nữa là thấy cái hoàn thành cái vỏ rồi đó. Rồi thì cũng cảm ơn các bạn đã xem hết cái video này của mình nha, hẹn các bạn ở video tiếp theo. Những cái dấu tích này.